Chào cả nhà nhé. Đây là buổi tập của các cầu thủ bóng đá Hải Phòng. Đây, đây là đội chính đây. Gồm Moses, rồi Josep, rồi Di Mario, Hải Huy, rồi Martin Lò, Thái Bình, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Bùi Tiến Dũng và Sĩ Minh. Đội mình chất lượng phết đấy, không phải là đấy, Di Mario, Moses, thật ok. Hai chạm bắt bóng luôn. Chiếc ở bên kia thùng đi. Okay.